không chính phú ngược cặn bã điên phê nữ chủ làm một người biết mình là một quyển sách ác độc nữ phụ sau nàng sẽ cẩn thận cẩn thận ông chặt nữ chính đùi sao không cô ấy sẽ chỉ quán triệt ác độc đến cùng lừa gạt tình cảm cặn bã nam bị nàng giẫm ở lòng bàn chân chợt tỉnh táo người nhà cầu xin nàng mắt điếc tai ngơ tình yêu bất quá chỉ là trò tiêu khiển vô dụng lúc này đây nàng nắm lời kiếm đâm xuyên nữ chủ trái tim cười đến sáng lạng hiện tại, ta mới là nữ chủ. Sư Du đá văn các nam nhân tỉnh ngộ giữ lại, bước chân kiên định, kéo tác giả vào ác mộng lặp đi lặp lại vận mệnh bi thảm của nữ phụ. Tiểu thuyết máu chốt. Xuyên nhanh. Điên phê nữ phối chân đạp tra nam tay xé kịch bản không đạn cửa sổ, xuyên nhanh. Điên phê nữ phối chân đạp tra nam tay xé kịch bản TXT toàn tập đao loa, xuyên nhanh. Điên phê nữ phối chân đạp tra nam tay xé kịch bản chương mới nhất độc chương một tiện nghi ca ca đừng hối hận một bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương một anh trai tiện nghi đừng hối hận một mùi nước khử trùng đặc biệt gây mũi tiếng tích tắc giám hộ tâm điện có chút chói tai người trên bàn mổ mở to mắt đập vào mắt là trần nhà trắng xóa ánh sáng mãnh liệt đâm vào mắt đau xung quanh có tiếng kêu của các bác sĩ bệnh nhân đột nhiên tỉnh táo nhanh thuốc mê trấn định sư du mở to mắt tràn đầy oán hận nước mắt không ngừng chảy xuống mắt đỏ bừng có vô số thanh âm vang lên bên tai nàng sư du có chút quá thảm lại bị người thân và bạn trai tính kế đổi tim cho nữ chính không có biện pháp a à, nàng chính là nữ phụ đây chính là vận mệnh của nàng đừng tiếc nàng chính là nữ phụ ác độc trong quyển sách này kết cục này là nàng xứng đáng sách nữ phụ sư du thở hổn hỉnh, trên mặt nạ đều là hơi nước nàng cắn chặt răng phát ra tiếng khanh khách không cam lòng nguyên lai nàng trải qua nhiều như vậy không công bằng chỉ là bởi vì nàng là trong sách nữ phụ nàng không cam lòng tí tách tí tách huyết áp của bệnh nhân giảm rất nhanh màu lấy tim ra tích các dấu hiệu sinh tồn đang giảm dần về không mở mắt ra lần nữa xung quanh một mảnh sương mù mờ mịt không thấy rõ đến tột cùng đang ở nơi nào sư du thanh âm này có chút mờ ảo xa xôi sư du nhìn quanh bốn phía ai sư du oán khí của ngươi quấy nhiễu thế giới này quá lớn ta cho ngươi hai lựa chọn một chuyển thế đầu thai ta hứa cho ngươi hạ thế hạnh phúc an lạc hai trở lại thế giới này thay đổi vận mệnh của ngươi sư du rủ mắt suy nghĩ một lát siết chặt nắm tay giọng nói kiên định em muốn về những người đó lợi dụng cô hại cô như vậy dựa vào cái gì mà hạnh phúc vui vẻ nữ phụ nhất định bi thảm như thế sao nàng không chấp nhận an bài như vậy nếu ngươi không thể thay đổi thì không thể làm lại được nữa xác định chứ ta xác định được ngươi đi đi thanh âm này nghe càng lúc càng xa một trận gió mạnh thổi tới sư du bị ép nhắm mắt lại thế giới rơi vào trong bóng tối mở mắt ra lần nữa. bố trí màu tím nhạt trên cửa sổ treo chung gió thủy tinh. đây là ký túc xá của cô ở trường. sư du đặt tay lên ngực, cảm nhận trái tim đang đập. ngón tay cô cong lên từng chút một, cơn đau lạnh lẽo khi dao mổ cắt da vẫn rõ ràng như cũ. cô dựa vào gối nhắm mắt lại. mẹ mất khi sinh cô, vì vậy cha và anh trai ghét cô. khi còn bé cha đã coi cô là không khí, anh trai cũng thường xuyên khi dễ cô mỗi lần nhìn thấy thái độ thân mật của anh trai đối với em gái, cô đều rất hâm mộ cẩn thận từng ly từng tí ném ánh mắt chờ mong về phía anh trai, nhưng đáp lại cô chính là sự chán ghét căm hận của anh trai. Cô nói với anh trai muốn ăn kẹo, anh trai chỉ chửi ầm lên với cô. Ngươi xứng sao? Ngươi không xứng ăn ngọt. Không xứng cười. Đảo mắt anh ngay trước mặt cô mua một viên kẹo cho chó ven đường ăn. Cô rất bị thương, nhưng cô không dám khóc, mỗi lần khóc chỉ đổi lấy tiếng mắng càng căm hận của anh trai. Dần dần, cô cũng không dám đưa ra yêu cầu, thậm chí không dám nói chuyện với anh. Lúc học tiểu học cô nhìn chầm chầm ảnh chụp trên quầy cao, kiển mũi chân đi lấy, cô nghe anh trai nói đó là ảnh chụp một nhà ba người bọn họ. Cô cũng muốn nhìn bộ dáng của mẹ, nhưng anh trai luôn không cho. Nhưng cô còn quá nhỏ với không tới. Bức ảnh rơi trên mặt đất, âm thanh thủy tinh vỡ vụn đưa tới cha và anh trai. Sau khi bọn họ thấy rõ ràng, phụ thân giận không kềm được xông tới một cái tác đánh vào mặt nàng, nàng ngã xuống đất khóe miệng thấm ra máu. Bố tôi hốt hoảng nhặt tấm ảnh lên và rời đi. Anh trai lại đá cô thật mạnh, thấy nước mắt trong hốc mắt cô lớn tiếng hét lớn, không được khóc. Đều là vì con, vì ba con mất vợ, mẹ mất mẹ, vì con hại chết mẹ, vì sao con lại xuất hiện. Người chết sao không phải là ngươi. Hắn trống điên cuồng, khi đó sư du rốt cục biết vì sao bọn họ đều không thích nàng. Nàng gánh vác phần tội ác cùng ấy nấy này, khắp nơi cẩn thận lấy lòng bọn họ muốn có được chút tình thân, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ là hy vọng xa vời của nàng. Sư du mở mắt ra, trong mắt một mảnh tơ máu xen lẫn đau đớn. Thế giới này nữ chính là thi mộng mộng, cũng là nàng bên người duy nhất bằng hữu. Nhưng nàng và nàng trở thành bằng hữu chỉ là bởi vì nàng thích ca ca của nàng, sau khi thu hút sự chú ý của ca ca nàng thi mộng mộng trước kia đối với nàng ngàn tốt vạn tốt bắt đầu làm người hai mặt ca ca bắt đầu bởi vì thi mộng mộng vô số lần trách cứ nàng thi mộng mộng nói với cô sư du bên cạnh anh lạc chỉ có thể có một mình em anh đoán xem anh ấy sẽ chọn ai cô đẩy cô cùng xuống nước mộng mộng hai đạo thanh âm đồng thời vang lên bọn họ hô đều là thi mộng mộng người bạn trai kia của cô lúc trước sở dĩ khắp nơi làm cho cô vui vẻ cùng một chỗ với cô đều là bởi vì anh thích thi mộng mộng khi biết tâm ý của cô lui về phía sau mà cầu tiếp theo theo đuổi cô chỉ vì có thể nhìn cô nhiều hơn hai mắt thật lố bịch kiếp trước cô chỉ là một trò đùa sư du từ trên giường đứng dậy không có thời gian tiếp tục thương tâm nếu kiếp trước cũng không thể có được đời này cô cũng không cần cô cầm điện thoại lên nhìn lịch và thời gian rửa mặt trang điểm tinh xảo che giấu chật vật lúc này. Ngày mai là một ngày trọng đại. Cô mở hầm thư, có mấy lời mời. Cô học thiết kế châu báu, trước kia mỗi ngày một đêm tỉ mỉ vẽ ra bản thảo tất cả đều đưa cho Sư Lạc, muốn mượn cái này nhận được một ít quan tâm của anh, nhưng anh ngay cả cười cũng keo kiệt, chỉ là gửi tiền thiết kế cho cô. Thân huynh muội lại giống cấp trên cấp dưới phía sau cùng thi mộng mộng ở chung một chỗ thậm chí đem tác phẩm của nàng treo lên tên thi mộng mộng sư du liên hệ với công ty lớn nhất tỏ vẻ có thể hợp tác rất nhanh liền thêm vào phương thức liên lạc bên kia rất có thành ý gọi điện thoại tới sư tiểu thư cảm tạ ngươi lựa chọn nếu như ngươi có thời gian chúng ta có thể trực tiếp nói chuyện sao có thể nhưng tôi cần một thám tử tư bên kia im lặng vài giây sau đó lại truyền đến thanh âm ôn hòa cung kính Sư tiểu thư nhớ kỹ phương thức liên lạc. Hiệu suất làm việc của các công ty lớn rất cao. Sư Du liên lạc với người bọn họ giới thiệu để anh đi điều tra thi mộng mộng và hứa mặt lâm, tốt nhất là chụp lại chứng cứ sáng mai gửi cho cô. Trả tiền làm việc, bên kia rất sảng khoái. Sư Du trực tiếp gửi bản thiết kế chuẩn bị cho sư lạc cho công ty này. Làm xong tất cả, cô thở phào nhẹ nhõm. Giờ này khắc này, nàng mới cảm thấy hết thảy thật sự đều làm lại từ đầu. Sư Du xoay cây bút trong tay, cô cần tiền, có tiền mới dễ làm việc. Cô lấy ra một bản phát thảo và bắt đầu vẽ các thiết kế trang sức trên đó. Lần này, cô ấy có nhiều ý tưởng hơn. Sư Du vẽ rất nghiêm túc, cho đến khi có người đột nhiên dùng sức vỗ vai cô một cái. Sư Du theo bản năng khép lại bản ký họa, ánh mắt không tốt nhìn qua. Là thi mộng mộng khuôn mặt trái xoan của nàng không có tính công kích rất là nhu hòa, mắt hạnh thật to thời khắc khắc lộ ra vô tội đơn thuần, trên mặt luôn lộ vẻ ngây thơ vô tri, làm cho người ta không đành lòng trách cứ. Lúc thi mộng mộng cười rộ lên có một vòng lê nhợt nhạt, rất là đáng yêu, tự như tiểu mùi mùi nhà bên, lại giống ánh trăng trắng tốt đẹp. Bộ mặt này, thật sự là có tính lừa gạt a. À. Mục Một không CP, lại mập mờ có cái gì tương tác cũng không phải nam chính. Người thứ nhất là thân tình, cho nên nữ chủ do dự mềm yếu một chút, phía sau liền cường ngành, làm hết thảy đều là vì báo thù rõ ràng nguyên do. Ba, không thích xem có thể chèo đi, không tiếp nhận đánh giá kém. Bốn, hoan nghênh bắt côn trùng, mọi người bỏ phiếu nhiều hơn bình luận tương tác A. Hết chương này. Chương 2 Tiện nghi ca ca đừng hối hận hai. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 2 tiện nghi ca ca đừng hối hận hai thi mộng mộng tự như hoàn toàn không nhận ra được nàng không vui tự mình cười đùa a à, du ngươi đoán ta hôm nay đi làm gì ngày mai cho ngươi một kinh hỉ giọng sư du thản nhiên gõ cửa ai nha có quan hệ gì đâu chúng ta là bạn tốt nhất mà nàng nói xong liền đổ lên người sư du sư du đá ghế dời sang bên cạnh thi mộng mộng ông khoảng không nụ cười trên mặt cô cứng đờ miệng mím chặt trong mắt hiện ra ánh nước, giống như bị ủy khuất. A à Du, em làm sao vậy? Anh làm sai cái gì khiến em tức giận sao? Sư Du nhắm mắt lại, đè nén cảm xúc muốn xé mặt nạ của cô, cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe không có vấn đề gì. Em vẽ cả buổi chiều mệt mỏi quá, muốn nghỉ ngơi. Như vậy a, à, làm ta sợ muốn chết. Thi mộng mộng thở phào nhẹ nhõm vỗ ngực mình, ta còn tưởng rằng A à Du người chán ghét ta chứ vậy tôi sẽ không quấy rầy a du nữa cậu nghỉ ngơi thật tốt chờ ngày mai vui mừng đi nàng dí dỏm nháy mắt vui vẻ rời đi với sư du đóng cửa phòng thi mộng mộng thu liễm ý cười cười nhạt với sự né tránh vừa rồi của cô vừa rồi cô đang vẽ đồ án kia rất khác biệt cô vừa vặn thấy được thi mộng mộng có chút ngứa tay động thủ chỉ nhanh chóng hướng phòng mình đi đến sư du chậm rãi nheo mắt nhìn bản phát thảo của mình Cô đem chi tiết lại hoàn thiện một chút trực tiếp gửi cho người phụ trách công ty lớn liên hệ với cô. Nàng suy nghĩ một chút ở phía trước nhất gõ một câu. Giá cụ thể có thể lần sau gặp mặt bạn bạc, bản thảo này xin nhanh chóng đăng ký, miễn cho bị đụng. Rất nhanh đã nhận được hồi âm. Lập tức bắt tay vào đăng ký, xin sư tiểu thư yên tâm. Sau khi làm xong những việc cần làm, sư Du lấy vali ra bắt đầu thu dọn đồ đạc, chờ trò hay ngày mai sáng hôm sau sư du quả nhiên nhận được chuyển phát nhanh. Thời gian còn quá ngắn, chỉ có vài tấm ảnh, nhưng cũng đủ rồi. Đối phó với hứa mặt lâm cũng không đáng để cô tốn quá nhiều tinh lực. Điện thoại reo. Bên kia truyền đến thanh âm vội vàng của thi mộng mộng, sư du ngươi ở đâu? Nhận chuyển phát nhanh, thế nào? Như vậy à, vậy ngươi ở nơi đó chờ ta, ta hiện tại liền đi tìm ngươi. Sư du nhìn điện thoại cúp khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, không thể chờ đợi được. Kế hoạch của hứa mặt lâm thi mộng mộng có phải đều biết hay không? Hoặc là nói cô ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa. Cô siết chặt tấm ảnh nhỏ giọng nỉ non, anh trai, lần này anh sẽ tin tưởng ai đây? Lập tức lại tự giễu cười. Sư lạc khi nào thì tin qua nàng? A du. Xa xa, chỉ thấy thi mộng mộng vui vẻ vẫy tay với cô, sôi nổi chạy tới sư lạc đi theo sau cô cười dịu dàng chạy chậm một chút đừng ngã lạc ca yên tâm em không còn là trẻ con nữa sư lạc bất đắc dĩ lắc đầu ánh mắt rơi xuống người sư du lập tức lạnh xuống xen lẫn chán ghét nàng đã nhìn quen sư du lần này không né tránh anh trai cậu ấy cũng ôn nhuận như ngọc là học sinh giỏi phẩm học kim ưu trong mắt thầy cô là người tận chức tận trách vui vẻ giúp người trong lớp cậu ấy đối xử với tất cả mọi người rất tốt lúc cười rộ lên như một xuân phong làm cho người ta an tâm không nói gì. Duy chỉ có đem tất cả ác đều cho nàng, khi đối mặt với nàng là bộ mặt đáng ghét như vậy. A à Du Thi mộng mộng vô cùng quen thuộc kéo cánh tay sư Du cười đến ngay thơ sáng lạng, người mau đi cùng ta. Cô dán vào lỗ tai sư Du làm động tác khép hờ, hạ thấp giọng nói thần bí từng chữ một. Có kinh hỉ nha sư Du rút tay về, vậy sao? thi mộng mộng sững sờ tại chỗ mờ mịt lúng cuốn nhìn về phía sư lạc. Sư lạc lập tức nhíu mày, sư du, ngươi cả ngày xoay mặt cho ai xem. Sư du nhàn nhạt liếc hắn một cái, không phải nói muốn cho ta kinh hỉ sao. Đúng đúng đúng, là ca đừng nói a du nữa mà sư lạc bất đắc dĩ lại dung túng xoa xoa đỉnh đầu cô, được, đều nghe lời em. Một màn chói mắt như vậy sư du thật sự là không muốn nhìn tiếp nàng biết đây là thi mộng mộng cố ý nàng cũng không phải không biết nơi đó ở đâu nhấc chân liền lướt qua bọn họ đi đến a à du em chờ anh một chút em tức giận sao sư lạc quát to một tiếng sư du cô không dừng bước ngược lại càng đi càng nhanh trên sân thể dục vây quanh không ít người dẫn đầu chính là hứa mặt lâm sư du không bỏ qua phản ứng của anh tầm mắt anh trực tiếp lướt qua phía sau cô anh đang nhìn thi mộng mộng thi mộng mộng cho hứa mặt lâm một ánh mắt cổ vũ trên mặt anh có vẻ cô đơn nhưng dây tiếp theo liền thăm tình chân thành đi tới trước mặt sư du quỳ một gối xuống đất lấy ra bó hoa hồng giấu ở phía sau giờ lên đôi mắt đa tình giờ phút này chỉ phản chiếu một mình sư du sư du em thích anh mời anh làm bạn gái em đi đám người vây xem phát ra từng đợt thét chói tai ứng hòa hô lên đáp ứng hắn đáp ứng hắn Thi mộng mộng kéo ống tay áo sư lạc nhìn anh, anh lạc, thật tốt quá, lần này anh không cần lo lắng cho A Du. Anh luôn nghĩ cho cô ấy như vậy, có thể gặp được người bạn như anh là may mắn cả đời cô ấy tu luyện được. Thi mộng mộng ngượng ngùng vuốt vuốt tóc, không có, là ta nên may mắn có thể cùng A Du trở thành bằng hữu, nếu không. Cô cẩn thận từng ly từng tí liếc sư lạc một cái rồi nhanh chóng hạ tầm mắt xuống, em cũng sẽ không biết anh lạc nàng nói thanh âm càng ngày càng nhỏ, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ của nữ nhi. Sư lạc sững sờ, lập tức lộ ra nụ cười yếu ớt, cũng không bỏ tay thi mộng mộng ra. Sư du hít sâu một hơi, quả nhiên cái gì cũng không thay đổi. Tất cả mọi người đang chờ câu trả lời của nàng. Hứa mặt lâm, em hỏi anh, người anh thích là em sao? Hứa mặt lâm mặt không đỏ tim không đập, mặt không đổi sắc gật đầu, đương nhiên, sư du, những ngày này em theo đuổi anh đều là nghiêm túc em cam đoan về sau sẽ đối xử tốt với anh mời anh làm bạn gái của em đi vậy sao sư du cắn mạnh hai chữ này ý vị thâm trường nhìn thi mộng mộng còn kéo ống tay áo sư lạc trong lòng thi mộng mộng dâng lên dự cảm không tốt hứa mặc lâm tôi ghét nhất là bị lừa gạt sư du lấy ra những tấm ảnh kia ném lên mặt hứa mặc lâm ảnh chụp tản ra bốn phía có người tò mò nhặt lên nhìn thấy hình ảnh trên đó đều kinh ngạc nhìn về phía thi mộng mộng lúng cuốn. Hứa mặt lâm xoa xoa cái trán bị ảnh chụp đập đỏ, nhặt lên một tấm trước mặt, sắc mặt lập tức biến đổi. Là ảnh chụp chiều hôm qua anh và thi mộng mộng cùng đi dạo phố mua đồ. Thi mộng mộng nhận thấy ánh mắt mọi người không thích hợp cũng nhanh chóng chạy tới nhặt lên một tấm ảnh. Nước mắt nàng lúc này tràn đầy hốc mắt cầm lấy tay sư du. A à, du, em hiểu lầm rồi, Hôm qua sở dĩ anh và hứa mặt lâm ở cùng một chỗ là bởi vì anh ấy muốn chọn quà cho em, không biết em thích cái gì gọi anh đi làm tham mưu. Hắn nói hắn muốn cùng ngươi thổ lộ, ta thật lòng thay ngươi cao hứng không nghĩ nhiều liền đi, ta cùng hắn thật sự cái gì cũng không có, ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Hết chương này. Chương 3 Tiện nghi ca ca đừng hối hận ba. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 3 Tiện nghi ca ca đừng hối hận Ba, sư du chán ghét bỏ tay thi mộng mộng ra Nàng lão đảo hai bước lại trực tiếp ngã xuống đất Mộng mộng Lại nữa rồi Hai đạo trăm miệng một lời la lên Hai đạo ánh mắt ân cần đối với thi mộng mộng Thi mộng mộng cự tuyệt hứa mặt lâm đỡ Lắc đầu với sư lạc Nước mắt làm ướt lông mi không ngừng rơi xuống Lạc ca, anh tin em Em thật sự không biết Thật sự không có tâm tư này Em thích cô kịp thời cắn môi nhào vào lòng sư lạc khóc đến đáng thương sư du lạnh lùng mở miệng không phải em khóc lớn tiếng là có lý cử chỉ thân mật và ánh mắt trong ảnh không lừa được người anh ấy còn đeo thử dây chuyền cho em em nói em mua quà cho anh ấy còn sợ dây chuyền thì sao tặng em rồi ta tin tưởng phản ứng vừa rồi của hứa mặc lâm các ngươi đều thấy được hắn thích chính là thi mộng mộng muốn cùng ta kết giao cũng chỉ là muốn mượn ta tiếp cận thi mộng mộng trong đám người không ngừng truyền đến tiếng nghị luận. Hành vi của hai người trong ảnh quả thật không giống bạn bè đơn giản. Thi mộng mộng kinh ngạc nhìn hứa mặt lâm hai mắt đẫm lệ mông lung, ngươi, ngươi cư nhiên. A du, ta không biết chuyện này. Ta thật sự không biết. Bộ dáng hai mắt đẫm lệ của cô đau lòng muốn chết hứa mặt lâm. Hứa mặt lâm vứt bỏ hoa trắng ở trước mặt thi mộng mộng, đúng vậy, ta thích chính là mộng mộng, nhưng nạn cái gì cũng không biết. Bốp! Sư Du giơ tay tác hứa mặt lâm một cái, đánh cho hứa mặt lâm nghiêng đầu, trên khuôn mặt trắng nõn là dấu tay rõ ràng. Ngươi. Hứa mặt lâm hỗn hển giơ nắm đấm lên. Sư Du ngẩn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, trong mắt hồ ly lóe ra ánh sáng bức người. Hứa mặt lâm, ngươi càng không có tư cách mạnh mẽ đến chỉ trích ta, đồ cặn bã. Ngươi. Ta thích chỉ có mộng mộng. Đồ cặn bã những lời này khiến cho các cô gái ở đây khinh bỉ tất cả đều đồng tình với sư du cái này cũng không gọi là cặn bã cái gì gọi là cặn bã ngươi thích ai ta không quan tâm nhưng ngươi không nên lợi dụng ta hứa mặt lâm từ hôm nay trở đi chúng ta không có nửa điểm quan hệ sư du xoay người rời đi vốn cũng sắp tốt nghiệp người trong trường cũng dần dần chuyển đi sở dĩ cô ở lại là bởi vì thi mộng mộng mời cô đi cùng cô cũng không muốn trở lại cái nhà hít thở không thông kia mà thôi. Nhưng bây giờ, cô ấy phải quay lại. Sư Du Sư Lạc vẫn an ủi thi mộng mộng đỡ cô đứng lên, trừng mắt lạnh lùng, xin lỗi mộng mộng. Cho dù trái tim đã sớm bị tổn thương đến trăm ngàn lỗ hổng, nghe được câu này đồng tử sư Du vẫn không ngừng co rụt lại. Lúc hứa mặt lâm vung quyền về phía cô, anh đang an ủi thi mộng mộng, bây giờ còn bảo cô xin lỗi hắn chỉ có thể nhìn thấy thi mộng mộng ủy khuất, không nhìn thấy nàng. Dựa vào cái gì? Lúc này đây, cô sẽ không như ý anh. Sư Du Ngữ khí sư lạc đã rất không kiên nhẫn, chuyện này mộng mộng cũng không biết, là hứa mặt lâm tình nguyện một bên, cô ấy đối với anh vẫn luôn rất tốt, anh sao có thể làm cho cô ấy khó xử trước mặt mọi người. Cô ấy đau lòng như vậy còn đang giúp anh nói chuyện giải thích với anh, trái tim của anh là làm bằng đá sao quả nhiên lấy oán trả ơn là từ trong bụng mẹ mang ra. Sư Du từng chút từng chút nắm chặt tay, móng tay sắc bén cắm sâu vào trong thịt, tim của nàng giống như bị một bàn tay siết chặt, ngay cả hô hấp cũng mang theo từng tia từng tia đau. Quả nhiên, anh biết cách làm tổn thương cô nhất. Hắn lại đang nhắc nhở nàng, nàng lấy oán trả ơn hại chết mẫu thân. Sư Du tự dễu cười ra tiếng, phải, ta lấy oán trả ơn. Nhưng ngươi cũng đừng quên, chúng ta cùng một mẹ sinh ra. sư du, huynh mùi bọn họ dương cung bạc kiếm đều hận không thể đâm đối phương thành cái sàng. thi mộng mộng vội vàng chạy tới bắt lấy tay sư du, a à du, em đừng cãi nhau với lạc ca, anh ấy rất quan tâm em. đều tại anh, đều là anh không nên ra ngoài với hứa mặt lâm. em muốn trách thì trách anh đi. sư du chán ghét bỏ nàng ra. không ngoài sở liệu, chiêu cũ lặp lại. À, nàng kêu thảm một tiếng ngã về phía sau, may mà hứa mặt lâm tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng. Sư Du Sư Lạc bước tới, giơ tay tác vào mặt Sư Du, cô chỉ cảm thấy bên tai ông ông. Sao ngươi ác độc như vậy? Sư Lạc lớn tiếng trách cứ. Ác độc phải không? Sư Du nhắm mắt lại, lần nữa mở ra chỉ có lạnh ý kiên định như bàn thạch. Cô kiển mũi chân một cái tác trở về. Bất ngờ không kịp đề phòng, sư lạc căn bản không nghĩ tới sư du sẽ đồng thủ, nhất thời ngây ngẩn cả người. Lạc ca. Thi mộng mộng lo lắng chạy chậm tới hỏi hang ân cần sư lạc. Sư lạc vẻ mặt kinh ngạc, ngươi. Sư lạc, ngươi không có tư cách giáo huấn ta. Sư du dùng đầu ngón tay sắc bén chọc vào ngực hắn, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi chưa từng làm tròn trách nhiệm của ca ca trong chốc lát. Không có, liền bớt quản ta nàng mang theo tràng ngập tức giận quyết tuyệt xoay người, ánh mặt trời thật sự quá mức chói mắt, sư du ngửa đầu nhắm mắt lại, đem tất cả ước ác không có tác dụng kia bước trở về. Sư lạc lần này là xuống tay nặng, mặt cô nóng rát đau, lát nữa khẳng định sẽ sưng lên. Vốn đã hẹn gặp mặt đàm phán chỉ có thể lùi về phía sau. Cô sách hành lý đã sớm thu dọn xong rời khỏi ký túc xá. Chuyện này rất nhanh đã được truyền lên diễn đàn trường học. Thi mộng mộng cố ý đi xem, nói cô cũng không nhiều nhiều nhất là nói hứa mặt lâm cặn bã như thế nào lợi dụng tình cảm của sư du phía dưới đều là đồng ý cô lên a của mình bình luận một câu không ngờ tâm cơ của sư du cũng rất sâu lại có thể điều tra sau lưng rất nhanh đã có hội âm cô vội vàng mở ra chờ mong rơi vào khoảng không nếu không điều tra có thể biết việc này vậy không phải chôn vùi vô ích cả đời một nữ sinh sao lâu chủ mới tâm tư ác độc a Ngươi nếu làm được chính ngồi ngay ngắn còn sợ điều tra sao? Không có được kết quả cô muốn, thi mộng mộng quyết đoán xóa bài phát biểu này. Có chút đáng tiếc, lại bị sư du nhìn thấu, nếu không sau này khi nàng biết chuyện này vẻ mặt nhất định sẽ vô cùng thú vị. Nhưng cũng không tính là thiệt thòi. May mà cô gọi sư lạc tới. Trải qua lần này, quan hệ huynh mùi bọn họ càng thêm cứng nhắc cô mượn cơ hội an ủi sư lạc hồi lâu cùng tình cảm của anh cũng gần thêm một bước chỉ chờ đợi một thời cơ tốt để anh cùng sư du triệt để đoạn tuyệt tiếp nhận cô vừa nghĩ tới hôm nay sư du lại làm cho nàng khó xử như vậy nàng liền tức giận chỉ là còn phải giả bộ nhưng không nghĩ tới phòng sư du đã trống không cô ấy chuyển đi rồi thi mộng mộng cười nhạo một tiếng thật đúng là thiếu kiên nhẫn ngu xuẩn như vậy đáng đời trở thành đá đạp chân của nàng cô lập tức gọi điện thoại cho sư lạc giọng nói vừa vội vàng vừa bối rối lạc ca đồ đạc của a du đều không thấy anh có biết cô ấy đi đâu không có nguy hiểm không đều tại em giọng nói của cô mang theo tiếng khóc nức nở lạc ca em sợ sư lạc vội vàng an ủi nàng một phen loại người lang tâm cẩu phế như cô ta anh không cần quan tâm đi theo cô ta không chết được sau khi cô giúp sư du nói chuyện sư lạc mới miễn cưỡng đồng ý tìm sư du. Cúp điện thoại, thi mộng mộng nâng lên nụ cười của một người thắng cuộc. Sư du, lúc này vừa mới bắt đầu. Chờ chút. Trò hay còn ở phía sau. Hết chương này. Chương 4. Tiện nghi ca ca đừng hối hận 4. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 4. Tiện nghi ca ca đừng hối hận 4. Khi sư du về đến nhà, đúng lúc sư văn từ trên lầu đi xuống giấu ngón tay trên mặt nàng rõ ràng có thể thấy được nhưng mà sư văn chỉ bình tĩnh nhìn nàng một cái cũng không có ý muốn hỏi ba lúc sư văn đi qua bên cạnh nàng nàng gọi hắn nhưng hắn cũng không dừng lại một lát sư du nhắm mắt lại cầm lấy dao gọt hoa quả trên bàn cứng trắng nhét vào tay sư văn mũi dao nhắm ngay chính nàng sư văn lúc này mới có phản ứng khó hiểu nhìn nàng vẫn thu lực đạo không bị khí lực của nàng dắt đi. Cha, có phải cha đặc biệt hận con không? Giọng nói của cô khẳng định, vậy cha dứt khoát một đau giết con đi, lạnh lùng bạo lực hai mươi mấy năm. Cha, cha thật sự có thể coi con không tồn tại sao? Sư văn nhìn nàng thật sâu một hồi, tránh tay nàng ra. dao gọt hoa quả rơi xuống đất phát ra tiếng vang thanh thúy, như ly chân cao hoa lệ rơi xuống, vỡ nát đầy đất, rốt cuộc không thể chấp vá. Sư văn cầm tờ báo xoay người lên lầu, cứ như chưa có gì xảy ra vậy. Sư Du chậm rãi ngồi sống xuống nhặt dao gọt hoa quả trên mặt đất lên. Hắn cứ như vậy đi rồi. Là cảm thấy cô sẽ không tự sát, hay là cho dù cô thật sự tự sát anh cũng không quan tâm. Sư Du cười lạnh, là vế sau đi. Sư Lạc đối với nàng khi dễ hắn toàn bộ biết, muốn đổi trái tim của nàng hắn cũng biết. Sư Lạc cùng hứa mặt lâm lừa gạt nàng lúc ấy đối với cái nhà này thất vọng trở về. Nói là sư văn suy nghĩ cẩn thận về sau sẽ hảo hảo đối với nữ nhi nàng. Cô tin. Ly sữa kia là sư văn đưa cho nàng. Đó là lần đầu tiên sư văn cho cô thứ gì đó, cô rất vui mừng, không hề nghĩ ngợi liền uống vào, sau đó liền cảm thấy đầu choáng váng, mở mắt ra đã ở trên bàn mổ. Chắc chắn rồi. Chỉ có một lần thất vọng mới không ôm hy vọng. Đau lòng đến chết lặng. Sư du đem dao gọt hoa quả đặt lại trong đĩa xách hành lý lên lầu. Nàng đã lâu không trở về, trên cửa sổ kết mạng nhện, trên bao phủ đồ dùng trong nhà cũng đều là bụi. Sư Du đứng tại chỗ, sáng tay áo lên bắt đầu dọn dẹp. Cô vất vả lắm mới dọn dẹp sạch sẽ phòng, vali cũng chưa mở ra, vừa quay đầu, sư Lạc không biết đến từ lúc nào, đứng ở cửa vẻ mặt nham hiểm nham hiểm. Sao không nghe điện thoại? Sư Du không để ý nói. Im lặng rồi. Sư lạc nặng nề thở ra một hơi. Chuyển về ký túc xá đi, mộng mộng ở một mình quản chi. Sư du không nhìn được chăm chọc cười ra tiếng. Mộng mộng, kêu thật là thân thiết, nàng khi nào thì quyến rũ ngươi. Sư du. Miệng sạch sẽ một chút cho tôi. Sư lạc thất vọng lắc đầu với cô, sao tôi lại có em gái ác độc như cô, mộng mộng đối xử tốt với cô như vậy mà cô lại nhầm vào cô ấy như vậy. Cô có biết cô ấy khóc bao lâu, có bao nhiêu tự trách không? Sư Du rốt cục ngửa đầu cười to, đã nói không rõ là phẫn nộ hay là thất vọng. Em gái. Cô đọc hai chữ này cảm thấy càng cười, cô tự đáy lòng đặt câu hỏi, anh từng có em gái sao? Thi mộng mộng ở trước mặt ngươi khóc, ta làm sao sẽ biết, ta là sẽ không trở về, nàng nếu không chột dạ sợ cái quỷ gì. Lông mày Sư Lạc nhíu thành chữ xuyên, trong mắt đều là chán ghét đối với nàng. Sư Du Ngươi bớt âm dương quái khí đi. Thấy ý nàng đã quyết, Sư Lạc cũng không định tiếp tục nói nhảm với nàng, quay đầu rời đi. Ánh mắt Sư Du tối sầm lại, là muốn đi tiếp thi mộng mộng sao? Sư Lạc, ta nhắc nhở ngươi, đừng để bị lừa. Hừ, mộng mộng Thiện Lương đơn thuần, không giống ngươi. Anh cũng không quay đầu lại nói những lời đâm vào tim cô mà sải bước rời đi. Trên mặt Sư Du không có bất kỳ cảm xúc nào, nên nói cô đã nói Chính anh không tin thì thôi. Sư Văn, sư Lạc thì thôi, nhưng nàng phải đi xem mẫu thân đã sinh ra nàng. Kiên quyết muốn sinh nàng như vậy, nàng hẳn là người duy nhất yêu nàng. Buổi tối, sư Du khóa trái tất cả cửa sổ, lại dùng ghế dựa chống cửa lúc này mới đi vào giấc ngủ. Nhưng nàng ngủ cũng không an ổn, những cảnh tượng thống khổ kia một lần lại một lần tái hiện trong mộng của nàng. Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, cô hoảng hốt khó nhìn Sư Du ông trái tim đang đập dần tỉnh táo lại, trái tim của nàng tuyệt đối sẽ không cho Thi Mộng Mộng chờ làm xong việc cần làm, cô sẽ rời khỏi nơi này. Ngày hôm sau, Sư Du đứng ở lầu hai, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thi Mộng Mộng đang ngồi trên sofa nói chuyện với sư lạc. Cô mặt không chút thay đổi xuống lầu. A à Du, Thi Mộng Mộng cao hứng đứng lên cùng nàng chào hỏi, rồi lại đột nhiên nghĩ đến cái gì chần chờ không có tiếng lên thuần lương vô hại nhược liễu phù phong đứng ở nơi đó, thân hình đơn bạc làm cho người ta đau lòng. Quả nhiên, sư lạc kéo tay nàng để nàng ngồi xuống. Anh nhìn qua, lạnh lùng đến cực điểm, ngày mai em đến công ty báo cáo, nếu không mộng mộng nói tốt cho em, anh căn bản lười quản em. Sư du đạm mạc liếc bọn họ một cái, không trả lời, lập tức trời đi. Sư du, thái độ của anh thế nào? Anh lạc, anh đừng nóng giận, A du, có lẽ cô ấy không muốn nhìn thấy em. Vậy thì đừng đi. Cho nàng mặt mũi. Bước chân sư du nhanh hơn. Cô đón xe đi tới công ty liên lạc kia, công ty này không chỉ lớn, còn là đối thủ của sư gia. Trong phòng làm việc, hoặc việc quan sát cô một cách thú vị, không ngờ sư tiểu thư lại thật sự nguyện ý hợp tác với tôi, không sợ bị anh trai cô biết. Hoắc tổng không cần mở miệng trào phúng. Cái vòng luẩn quẩn này lớn như vậy, chút chuyện của sư gia có chút địa vị đều biết. Sư văn đau đớn vì mất đi ái thê không gượng dậy nổi, toàn quyền vận hành công ty giao cho sư lạc, cô là tiểu thư sư gia hữu danh vô thực. Hợp tác này, hoắc tổng đàm sao? Nói. Đương nhiên phải nói. hoắc việc đẩy hợp đồng đã sớm nghĩ ra tới, tác phẩm của sư tiểu thư tôi xem rồi, tiền đồ vô lượng, đây là thành ý của tôi. Sư Dung nghiêm túc đưa từng cái một cho cô xem, hoắc việc không lừa cô, cái giá này quả thật rất cao, hẳn là có thể gánh vác nổi kế hoạch kế tiếp của cô. Bất quá! Sư Du cầm bút chấm vào cột ký tên cuối cùng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hoác Việt. Ta muốn thêm một điều kiện. Hoác Việt làm tư thế mời, em nói đi. Sư Du nhếch môi đỏ mộng, mắt hồ ly dài hẹp hàng quan lẫm liệt, thôn tính công ty sư gia. Hoác Việt kinh ngạc hai giây lập tức nở nụ cười, sư tiểu thư, sư gia nói thế nào cũng coi như là công ty lớn trong ngành châu báu, muốn thôn tính cũng không đơn giản như vậy. Sư Du Trước kia có lẽ không đơn giản, nhưng bây giờ đơn giản hơn nhiều. Hả? Hoắc Việt khẽ dương đuôi, có ý gì? Sư Du mặt không đổi sắc nghiêm trang nói. Bởi vì các ngươi có ta làm thủ tịch thiết kế sư. Mà sư gia. Nhìn xem, thi mộng mộng như thế nào tác yêu. Ha ha ha. Hoắc Việt vỗ tay cho cô, được, tôi đánh giá cao sự tự tin này của sư tiểu thư. Anh sửa sang Âu Phục đứng dậy, vươn tay về phía sư Du, vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, sư tiểu thư. Dù sao đối với hắn trăm lợi mà không một hại. Sư Du cầm lấy nửa ngón tay trước của hắn nhẹ nhàng lắc lắc, hợp tác vui vẻ. Lần trước tôi nói đăng ký nhãn hiệu trang sức, thời gian công bố tôi sẽ quyết định. Hoắc Việt đương nhiên không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này, em quyết định là được rồi. Sau khi ký hợp đồng mới sửa đổi, sư du liền rời đi. Nhìn bóng lưng cô rời đi, hoắc việc lộ ra nụ cười dạt vào hứng thú, anh rất tò mò tiếp theo sư du sẽ làm như thế nào. Sư gia, thật sự là không biết Minh Châu A. Hết chương này. Chương 5 Tiện nghi ca ca đừng hối hận năm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 5 Anh trai tiện nghi đừng hối hận, năm, đặt bạch cúc ở trước mộ, sư du cúi người thật sâu, ngồi xổm xuống hơi ngửa đầu nhìn ảnh chụp trên bia mộ không chớp mắt. Người phụ nữ trong ảnh từ ái đoan trang, trên mặt đều là ôn nhu. Bọn họ cũng không mang nàng đến, nàng biết nơi này vẫn có lần lén lút đi theo phát hiện. Ở đây, chôn cất mẹ cô. Mẹ! Cô không tự chủ được gọi một tiếng, trả lời cô chỉ có gió mát phất vào mặt. Sư Du dựa vào bia mộ ngồi xuống, cứ như vậy lẳng lặng đợi một hồi lâu, lúc đứng dậy nàng nói câu cuối cùng. Cho hắn một cơ hội cuối cùng. Cô về nhà chính là vì mang theo một tấm ảnh của mẹ, thăm dò thái độ của Sư Vân và Sư Lạc đối với cô, hiện giờ, chỉ còn kém một bước. Sư Lạc không nghĩ tới Sư Du cư nhiên thật sự không tới. Nàng bây giờ là càng ngày càng lớn mật, lần trước đối với hắn động thủ, lần này không nghe lời của hắn. Thi mộng mộng chăm trước nói. Lạc ca, chúng ta chờ a du một chút đi có lẽ nàng có chuyện gì chậm trễ sư lạc vốn bất mãn với sư du nghe xong lời này càng thêm xoay người đi về phía công ty chờ cái gì thời gian của tôi rất quý giá không đáng vì cô ấy lãng phí anh lạc anh đừng nói a du như vậy cô ấy chỉ giận em giận chó đánh mèo mà thôi thi mộng mộng rất tự trách mở miệng sư lạc ôn hòa cười với cô đừng suy nghĩ nhiều không liên quan đến em sau này ở trước mặt anh cũng đừng nhắc tới cô ấy nữa nhưng thi mộng mộng muốn nói lại thôi nhìn thấy ánh mắt sư lạc cuối cùng vẫn là đem lời đến bên miệng nuốt xuống nhu thuận gật gật đầu sư lạc vỗ vỗ bả vai cô bình tĩnh giám đốc thiết kế tác phẩm này của cô sẽ thích sẽ không cảm thấy cô đi cửa sau vào ân thi mộng mộng ông chặt quyển ký họa trong ngực cô đương nhiên có lòng tin thiết kế này nhất định sẽ khiến bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa chẳng mấy chốc cô sẽ là nhà thiết kế mới xuất chúng nhất của công ty quả nhiên giám đốc thiết kế vốn mắt thường có thể thấy được không hữu hảo rất nhanh liền biến thành kinh hỷ cô nhìn bức tranh này một hồi lâu đây thật sự là cậu vẽ thi mộng mộng gật gật đầu thấp thỏm nói chị trương có gì không ổn sao không phải đồ án của sợi dây chuyền này rất mới mẻ độc đáo rất phức tạp tôi cũng đã có thể tưởng tượng được làm thành phẩm tươi mát đến mức nào giám đốc thiết kế cười khen, sư tổng lần này ngài tìm được một khối ngọc thô a. À. khuôn mặt nhỏ nhắn thi mộng mộng được khen nổi lên phấn nhàn nhạt, hai tròng mắt sáng lấp lánh nhìn về phía sư lạc, giống như một hài tử chờ đợi khích lệ. trương tổng giám không thường khen người, cậu thật sự rất lợi hại, phải không ngừng cố gắng a. À. thi mộng mộng hưng phấn nắm tay, cảm ơn lạc ca. em nhất định sẽ theo chị trương học thật tốt, sẽ không để cho anh thất vọng sư lạc cưng chiều gật đầu mang theo thi mộng mộng làm quen với công ty một chút sau khi dặn dò công việc cụ thể thì để thi mộng mộng cùng trương tổng giám đi xác định loại bảo thạch khảm nạm tranh thủ làm hàng mẫu ra ngoài xem chất lượng mau chóng công bố loại trang sức tươi mát này vào mùa hè là được hoan nghênh nhất buổi tối để chúc mừng ngày đầu tiên thi mộng mộng nhậm chức thuận lợi sư lạc mời cô ăn bữa tối chờ hắn về đến nhà thời gian đã không còn sớm vì trong nhà căn cứ theo thói quen của hắn pha một bình trà xanh bưng tới, do dự một chút vẫn là nói. Thiếu gia, tiểu thư còn chưa trở về đâu, có muốn gọi điện thoại hỏi một chút hay không? Lông mày sư lạc lập tức nhíu lại, giọng nói lạnh lùng, không cần để ý đến cô ấy. Muốn như vậy không biết trở về, cho dù là xảy ra chuyện gì cũng là nàng nên chịu. Hắn uống chén trà xanh cảm thấy trong dạ dày thoải mái một chút, ngước mắt liền thấy sư du lão đảo đi vào, sắc mặt ửng hồng, chờ nàng đến gần, một cổ mùi rượu gây mũi đập vào mặt. Sư Lạc lúc này nghiêm mặt, sư du, anh không đến công ty chính là đi lêu lỏng đến bây giờ. Anh. Lời trách cứ còn chưa ra khỏi miệng, nàng bỗng nhiên ngồi vào bên cạnh hắn hai tay dùng sức túng lấy cổ áo hắn, con người mê ly tràn đầy trong suốt, rồi lại cố nén không cho nó rơi xuống. Lời nói của hắn nghẹn lại trong cổ họng. Tại sao? Hỗn tạp mùi rượu chất vấn như lời kiếm hướng sư lạc mà đến hắn không kiên nhẫn đẩy vai sư du nhưng không thể đẩy sư du đừng ở đây cùng ta phát điên sư du dường như hoàn toàn không nghe thấy anh nói gì cô đau khổ nhìn giọng nói của anh bi thương nói anh rõ ràng là anh trai em không phải sao sư lạc ngẩn người hắn chưa từng cho sư du sắc mặt tốt nàng đột nhiên nhắc tới chuyện trước kia hắn nhất thời cũng không nhớ ra đó là chuyện khi nào nhưng không phải chỉ một viên kẹo thôi sao về phần nhớ lâu như vậy tại sao không làm cho tôi cười cũng không làm cho tôi khóc tại sao phải liên tục khi dễ tôi nước mắt rốt cuộc khống chế không được vỡ đê nước mắt nóng bỏng rơi xuống mu bàn tay sư lạc hắn khó có được có chút động dung nhưng nghĩ đến cảnh sư mẫu đắp vải trắng bị đẩy đi hắn lại hạ quyết tâm em uống say rồi mau buông ra sư lạc có chút bối rối đi bẻ tay cô trong lúc sốt ruột Móng tay vẽ một vết đỏ trên mu bàn tay cô, nhưng Sư Du phản phất như không phát hiện tiếp tục nói những gì cô muốn nói. Con biết ba hận con, ba cũng hận con, nhưng mà, là mẹ đem hết toàn lực đem con sinh ra, mẹ là hy vọng con ra đời. Sư Du buông lỏng lực đạo tựa vào người sư lạc, nhắm hai mắt nỉ non. Chúng ta còn có thể giống người nhà bình thường ở chung sao? Ca ca, em thật khổ, thật khó chịu, bọn họ đều khi dễ em anh không nên tin thi mộng mộng, cô ấy sẽ lừa anh. Anh thương em nhiều có được không? Ca ca, ca ca. Thanh âm người tựa vào người anh dần dần yếu đi, sư lạc cục mắt, cô đã ngủ. Trong lòng hắn căng thẳng, hai tay nắm chặt, hốc mắt cũng có chút phím hồng. Lúc trước, hắn và phụ thân đều rất chờ mong nàng đến, nhưng... Vì sao lại là phương thức đó? Không thể nào. Anh nỉ non không thể nghe thấy. Một lát sau, sư lạc đặt sư du lên sofa, sau đó cầm chăn đắp lại cho cô. Anh ngồi sổng trước mặt sư du, nói như đang thuyết phục chính mình. Sư du, em lại có tính cách ác liệt như vậy, cho dù say rượu cũng không quên nói xấu mộng mộng, đáng tiếc anh có mắt, anh sẽ nhìn. Anh dừng lại một lúc, nói. Nếu em an phận, anh sẽ không để em vì tiền mà trầu rỉ. Sư du khóc đến mũi đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất nhăn thành một đoàn khiến Sư Lạc nhìn khó chịu. Lúc này đứng dậy đi nhanh lên lầu, không muốn nhìn thêm một cái. Không cho cô cười là bởi vì cô hại chết mẹ, không có tư cách. Không cho cô khóc là bởi vì lúc mẹ qua đời cô vẫn luôn khóc, thật sự rất ồn ào. Vừa nghe đến tiếng khóc của nàng, hắn liền không thể không nhớ tới ngày đó. Sư Du, ngươi sinh ra chính là sai lầm. Hắn một lần lại một lần tự nói với mình như vậy đèn trong phòng khách đã tắt. Trong bóng tối, sư du chậm rãi mở mắt, không còn bi thương chỉ còn lại một mảnh lãnh ý. Không thể nào, phải không? Vậy thì, không cần lưu thủ nữa. Hết chương này. Chương 6 Tiện nghi ca ca đừng hối hận 6 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 6 Tiện nghi ca ca đừng hối hận, 6, ngày hôm sau lúc sư lạc xuống sofa đã không còn bóng dáng sư du, cậu ăn cháo gì làm, dư quan thỉnh thoảng liếc mắt lên lầu, nắm chặt thì lại buông ra. Môi miếm thành một đường thẳng tắp cuối cùng vẫn giật giật. Dì Trương, lát nữa pha một ly nước mật ông đưa cho dì ấy. Dì Trương bận rộn nghe được lời này vốn nên cao hứng, thiếu gia cuối cùng cũng nguyện ý quan tâm tiểu thư. Nhưng, cô chần chờ mở miệng, thiếu gia, tiểu thư sáng sớm đã kéo vali đi rồi. Cái gì? hắn hung hăng nhíu mày lập tức lên lầu. Cửa phòng sư du vừa vặn đã mở ra, tất cả đồ đạc bên trong lại một lần nữa dùng lòng chống bụi che lại, mở tủ quần áo ra, quần áo bên trong cơ bản đều còn. Trong phòng này rốt cuộc thiếu cái gì hắn nhất thời cũng không biết. Hắn cơ bản sẽ không tới tìm nàng. Sư lạc cầm lấy di động, nhìn ghi chú sư du hai giây, lại bỏ vào trong túi. Hãy để cô ấy đi. Xem cô ấy có thể đi đâu sư du xách hành lý tới hoác thị chờ cô đến văn phòng hoác việt gõ cửa đi vào anh đặt cây xanh trong tay lên bàn quà nhập chức hắn nhìn một bên rương hành lý treo chọc nói như thế nào bị đuổi ra khỏi nhà rồi có cần ta cho ngươi tìm một chỗ ở không cần sư du bình tĩnh cự tuyệt còn nữa đừng gọi em như vậy em còn chưa phải hoác việt cười ha ha hai tiếng ngày đó chính cậu đã nói, tôi cũng tin rằng sớm muộn gì cậu cũng có một ngày chứng minh bản thân, trở thành nhà thiết kế chính của Hoác Thị. Tất nhiên. Nghe sư Du trả lời, Hoác Việt càng cười nhiều hơn, anh còn rất thích sự tự tin và kiêu ngạo trên người cô. Hoác Việt đi tới bên cạnh cô, chống bàn thuận thế tới gần, vậy chuyện tiếp theo anh giao hết cho em. Sư Du kịp thời kéo dài khoảng cách với anh, đôi mắt trong trẻo nhìn lại, Hoác Tổng yên tâm. Hoắc Việt quan sát cô một lát rồi cười rời đi. Lần trước sau khi sư du rời đi anh đã đi tra tư liệu chi tiết của cô, cô và sư gia quả thật đã đến mức thủy hỏa bất dung, sư lạc còn vì một người phụ nữ quen biết không bao lâu mà đánh cô. Có lẽ là nản lòng thoái chí rồi. Hắn không phải là giả ý quyết liệt để lấy thông tin. Như thế, hắn liền hảo hảo nhìn xem, nàng đến tột cùng có thể làm được một bước nào. Sư Du đem văn kiện đưa lên xem, xác nhận nhãn hiệu châu báu kia đã sớm đăng ký rồi mới đến phòng làm việc cô sắp xếp sản xuất lượng lớn nhưng tạm thời không công bố công ty sư gia gần đây một mực bận rộn chuyện vòng cổ kiểu mới mùa hè trong phòng làm việc thi mộng mộng cùng trương tổng giám một mực thương lượng loại châu báu khảm nạm trên dây chuyền một lần lại một lần bài trừ cuối cùng trương tổng giám đều có chút không kiên nhẫn sao anh lại do dự như vậy ý tưởng của anh trong đầu không có ý tưởng sao tôi. Thi mộng mộng hai trong mắt dịu dàng như nước nhìn Trương Tổng Giám, chị Trương, thao tác thực tế của tôi không nhiều lắm, bằng không chỉ quyết định đi, miễn cho sai lầm. Trương Tổng Giám căn bản không ăn nàng bộ này, ngươi là cái này châu báu nhà thiết kế hay là ta là nhà thiết kế? Nàng nói xong liền nhanh chóng rời đi, để thi mộng mộng một mình ở chỗ này. Nhìn bóng lưng Trương Tổng rời đi thi mộng mộng chậm rãi thu hồi biểu tình yếu đuối của mình, nhìn một đống bảo thạch màu sắc bất đồng loại hình khác nhau trước mặt phát sầu lúc cô nhìn thấy sư du còn chỉ vẽ phát thảo chỉ đơn giản tô chút màu sắc cũng không có đánh dấu dùng loại bảo thạch nào xem ra chỉ có thể tự nàng tới thi mộng mộng thấp thỏm thử vài loại cuối cùng chọn ngọc thạch trong suốt làm khảm nạm màu xanh lá cây có thể tôn lên màu trắng nhất màu sắc này nhìn cũng không tệ nhất định có thể hấp dẫn ánh mắt người xem trương tổng rót một ly nước lạnh có mấy nhà thiết kế đi tới cười nói khối ngọc thô kia thế nào trương tổng dám bất đắc dĩ nhìn cô một cái không ngừng lắc đầu như thế nào tranh vẽ quả thật không tệ nhưng không nắm chắc bảo thạch rốt cuộc có phải ngọc thô hay không còn phải xem là ta kết luận sớm hại nàng là sư tổng mang đến có chút năng lực là đủ rồi đừng trách móc nặng nề trương tổng dám nghe xong lời này lập tức nghiêm mặt một vị thiết kế sư khác vội vàng lấy khuỷu tay đẩy đẩy người vừa mới nói chuyện kia, lúc này cô mới kịp phản ứng, vội vàng cười ha ha chuyển đề tài. Nhưng Trương Tổng dám dĩ nhiên dùng sức đem chén đặt ở trên bàn. Trong mắt ta không thể xoa cát. Mặc kệ cô là ai mang đến, không có bản lĩnh cũng đừng nghĩ ở lại phòng thiết kế, bằng không không phải cô đi thì là cô đi. Trương Tổng ánh mắt mãnh liệt đi về phía phòng làm việc. Thế nào? thi mộng mộng lập tức nhường sang một bên như hiến bảo chị trương chị xem trương tổng dám cầm lấy vòng cổ phân biệt được khảm nạm bảo thạch bỗng nhiên đặt câu hỏi loại châu báu này của cô cung cấp cho mọi người là loại nào chưa từng nghĩ tới thi mộng mộng mờ mịt lắc đầu trương tổng dám nhíu mày nắm dây chuyền nói xa xỉ thiết kế này cùng bảo thạch cấp bậc còn chưa đủ nếu là tiểu chúng ngươi cái này bảo thạch liền dùng đến đắt người bình thường mua không nổi định giá thấp công ty lại thua thiệt những thứ này ngươi đều phải nghĩ kỹ trước những bảo thạch này giá cả đều ở đây ngươi suy nghĩ thật kỹ đi giám đốc trương thả sợi dây chuyền trở lại bạn làm việc lắc đầu rời đi vốn tưởng rằng có thể vẽ ra loại bản thiết kế này không đơn giản nhưng lại cái gì cũng không hiểu coi như là tân tuyển vào thực tập sinh đều so với nàng hiểu biết nhiều hơn nếu không phải nể tình bản thiết kế kia chỉ mong là người có thể bồi dưỡng nếu không công phu này của nàng sẽ uổng phí thi mộng mộng không phục trừng mắt nhìn bóng lưng nàng rời đi không phải là so với nàng già cho nên hiểu được nhiều hơn một chút mà thôi có cái gì mà đắc ý chờ sau khi cô và lạc ca ở cùng một chỗ sớm muộn gì cũng sa thải cô thi mộng mộng đành phải thở phào nhẹ nhõm nhìn những bảo thạch này đau đầu con ngươi nàng đảo quanh lập tức liên hệ nàng hai ngày trước nhận thức công ty thực tập sinh hỗ trợ toàn bộ công ty đều biết cô là lạc ca mang đến thế nào cũng đoán được chút ít, nên đối với cô khách khí mới đúng. Sư Du nhìn chầm chầm vào tình hình công ty sư gia. Thẳng đến khi mời Minh Tinh làm người phát ngôn, phát ra MV đầu tiên, Sư Du nhìn thấy thiết kế giống như cô, khóe miệng gợi lên một nụ cười tà tứ. Thật đúng là một chút sáng tạo cũng không có. Chẳng qua là cô vẽ vòng tay, cô làm thành vòng cổ mà thôi. Nhận được tin tức này, Hoác Việt cũng hiểu Sư Du muốn làm gì, anh cầm máy tính bản đi tới văn phòng sư du cười ngồi đối diện cô ngươi đã sớm biết ngày đó tôi vẽ bản thảo cô ấy nhìn thấy chẳng qua là suy đoán trở thành sự thật mà thôi cái bộ này là thi mộng mộng tự mình đi vào cho nên anh chuẩn bị làm thế nào trước khi bọn họ phát hành sản phẩm mới thì trở tay không kịp không sư du dựa lưng vào ghế hồ ly dài hẹp trong mắt lạnh lẽo như băng nụ cười bên môi không có nửa điểm ấm áp Ta muốn bọn họ ngã xuống chỗ cao nhất. Hoa nhài trắng tinh ở đầu cành tự nhiên thu hút sự chú ý của mọi người, nếu rơi xuống đất dẫm vào bùn thì sẽ như thế nào? Hoắc Việc lập tức hiểu ra, anh thưởng thức nhìn Sư Du, em rất chờ mong. Hết chương này. Chương 7. Tiện Nghi ca ca đừng hối hận 7. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 7. Anh trai Tiện Nghi đừng hối hận 7 công ty sư thị bên kia một ngày trước mới vừa tung ra một MV tuyên truyền ngôi sao mua hot search, ngày hôm sau lại công bố một bộ phim tuyên truyền. Nhân vật chính lần này là Thi Mộng Mộng. Sư Du nhìn Thi Mộng Mộng trong MV cười đến ôn nhu ấm áp đeo dây chuyền, ánh mắt lạnh lẽo, cầm tâm huyết của cô làm náo động, sớm muộn gì cũng phải trả. Cô lật xem bình luận phía dưới một chút. Mọi người nghe nói chưa? Người đẹp trong MV này chính là nhà thiết kế trang sức lần này thật sao? Thiên tài mỹ nữ thiết kế A. À? Bộ dạng cô ấy thật thanh thuần A, à? quả thực chính là tình nhân trong mộng của tôi. Ha ha, trên lầu cậu cứ nằm mơ đi, tôi nghe nói cô ấy là bạn gái của tổng giám đốc công ty sư thị, trai tài gái sắc, thật sự là xứng đôi. Rất nhanh, mỹ nữ thiên tài thiết kế trang sức cái từ này liền lên hot sớt vẫn là vụt một cái sông lên, rõ ràng là có người mua. Sư Du chuyển động bút chì trong tay, anh trai tiện nghi của cô đối với thi mộng mộng thật đúng là cam lòng. Giai đoạn đầu tuyên truyền sư thị đầu tư không ít, châu báu này cũng đánh ra thanh danh, có không ít người hướng về phía thi mộng mộng đều muốn mua một cái, ngày bán ra tồn kho rất nhanh liền hết sạch, còn tăng thêm không ít toàn bộ bán đi. Lợi nhuận tăng vọt. Nhìn thấy số liệu phía sau sân khấu các nhân viên tất cả đều cười như nở hoa, lần này lại có tiền thưởng phát. Tất cả bọn họ đều vây quanh thi mộng mộng khen tặng. Mộng Mộng, ngươi thật sự là quá lợi hại, bao nhiêu người kia đều là hướng về phía ngươi mới đặt hàng a. Đúng vậy, có Mộng Mộng tỷ ở tiền thưởng của chúng ta cũng không lo đâu. Mộng Mộng, tác phẩm tiếp theo của em có ý tưởng gì không? Anh có thể giúp em làm gì không? Nói như vậy thì Mộng Mộng cả người thoải mái, không tự giác ngẩng đầu lên giống như một con khổng tước trắng kiêu ngạo, nàng còn muốn duy trì vẻ ôn nhu khiêm tốn bên ngoài, nhưng khóe miệng kia đã sớm nhếch đến sau tai không có cũng là trùng hợp còn nhờ có chị trương giúp đỡ tôi thực tập sinh giúp cô đứng trong góc nhìn cô bị chúng tinh phủng nguyệt yên lặng rủ mắt xuống sư lạc biết được tin tức tốt này cũng từ phòng làm việc đi ra dừng ở trước mặt thi mộng mộng ánh mắt ôn nhu tôi đều thấy được rất tuyệt thi mộng mộng thẹn thùng rủ mắt xuống hai tay xoắn cùng một chỗ không có nhờ có lạc ca tín nhiệm sư lạc nhìn bộ dáng nhu thuận này của cô trong lòng mềm mại đêm nay liên hoan tôi mời đám nhân viên nhao nhao hoan hô mộng mộng ngươi thật đúng là ngôi sao may mắn của chúng ta ta nào có thi mộng mộng ẩn tình đưa tình nhìn sư lạc trong lòng mừng rỡ càng sâu tuy rằng hiện tại quan hệ của bọn họ còn chưa hoàn toàn rõ ràng nhưng đã kém không nhiều lắm nhất định phải để cho sư du nhìn kỹ anh ruột của nàng ôn nhu đối đãi với nàng như thế nào sau khi liên hoan kết thúc sư lạc đưa thi mộng mộng về nhà Lúc ở cửa thi mộng mộng đột nhiên bắt lấy tay sư lạc, khẩn trương há miệng, lại một chữ cũng không nói ra, nàng gấp đến độ hai mắt đều phím lệ quang Sư lạc ôn nhu xoa xoa tóc cô, mộng mộng, từ từ nói, anh ở đây nghe đây. Lạc ca, em. Em thích anh, cô nhắm mắt lại rất nhanh nói ra những lời này, không nghe được câu trả lời lúc này mới chậm rãi mở mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn anh, lạc ca, anh có thể ở cùng một chỗ với em không? sư lạc rủ mắt đem bộ dáng mảnh mai của cô chiếu vào đáy mắt được thi mộng mộng không thể tin được mở to hai mắt kích động rơi lệ nàng vùi đầu vào ngực sư lạc ngữ khí khó nén vui sướng thật tốt quá lạc ca em còn sợ anh sẽ cảm thấy em không xứng với anh trước kia khi a du nói đến tình huống nhà anh em cũng rất thấp thỏm nghe được tên sư du sư lạc cũng có chút hoảng hốt sau khi sư du rời khỏi nhà cô không liên lạc với anh nữa không biết đi đâu, sau đó anh mới phát hiện, trong album thiếu một tấm ảnh của mẹ, hẳn là cô lấy đi. Đó là ảnh một mình của mẹ. Sư Lạc vỗ vỗ lưng Thi Mộng Mộng. Đồ ngốc, lần này cậu là đại công thần của công ty, có gì không xứng. Lời của sư Du cậu đừng nghe. Từ Thi Mộng Mộng vui vẻ cò cò trong lòng anh, vậy a Du bây giờ. Không cần để ý đến nàng, sống không nổi tự nhiên sẽ trở về ngữ khí tràn đầy ghét bỏ không kiên nhẫn làm cho thi mộng mộng trong mắt tràn đầy đắc ý. Giờ phút này bọn họ còn không biết, sư du đem cho bọn họ một kinh hỷ lớn. Lượng tiêu thụ trang sức mà thi mộng mộng thiết kế vẫn luôn tăng lên, nhà xưởng vội vàng đẩy nhanh tốc độ làm việc, một tuần đơn đặt hàng cung không đủ cầu, toàn bộ sư thị đều tràn đầy vui sướng. Ngay khi nhà máy đuổi ra từng lô hàng hiện có, hoặc thị trực tiếp công bố một chiếc lắc tay hạ nguyệt phim tuyên truyền này giống như một đòn cảnh cáo đập vào đầu thi mộng mộng nhưng cô nhanh chóng trấn định lại may mắn cô chạy tới trước sư du lấy dây chuyền ra cho dù thật sự kéo tới sao chép đó cũng là sư du sao chép cô hoác thị là đối gia của sư thị tin tức của bọn họ bên sư thị cũng là trước tiên biết được phim tuyên truyền kia để ở đại sảnh có không ít người vây xem ta nhìn không đúng a à, các ngươi nhìn kiểu dáng này đây rõ ràng chính là mộng mộng thiết kế cái kia a đúng vậy, hoắc thị hiện tại sao lại không nhập lưu như vậy, sao chép trắng trợn như vậy sao? chờ một chút, mọi người xem ký tên của nhà thiết kế ở góc dưới bên phải là sư du tiểu thư. cái gì? lần này tất cả mọi người đều chấn kinh. hoắc thị bên kia hạ nguyệt lên kệ, không có một lượng tiêu thụ nào. xông lên tìm kiếm nóng chính là từ ngữ của nhà sao chép sản phẩm mới hoắc thị. sư du và hoắc việt ngồi trong phòng họp bên cạnh có mấy người đang nhanh chóng gõ máy tính. Đinh đinh đinh. Đinh đinh đinh. Chỉ nghe thấy trong phòng họp gõ bàn phím vang lên một hồi chung dồn dập, ánh mắt sư du nhàn nhạt nhìn hai chữ giao diện điện thoại di động trên bàn. Không ngoài sở liệu, sư lạc trốt cục cam lòng gọi điện thoại cho cô. Hoặc việc mặc dù không nhìn thấy cũng có thể đoán được cuộc điện thoại này là ai gọi tới. Hắn chuyển động bút máy trong tay khóe miệng gợi lên một nụ cười xem kịch, không nhận sao sư du trực tiếp cúp điện thoại điều chỉnh chế độ im lặng vì sao phải nhận người sốt ruột cũng không phải tôi ha ha ngươi nói đúng bình luận tìm kiếm nóng hổi trên màn hình này đang nhanh chóng chuyển động cơ bản đều bất lợi cho hoác thị và sư du nhưng trên mặt hoác việt và sư du không thấy nửa phần vội vàng ngược lại khí định thần nhàn pha chén trà sư du rủ mi ném một bóng ma nhỏ vào hốc mắt che giấu hết cảm xúc trong mắt hiểu biết hiện tại hẳn là đã nhìn ra đi. Thi mộng mộng, mấy ngày nay ngươi cũng cao hứng đủ rồi, hiện tại nên đến phiên ta. Khi người xem kịch của sư thị còn đang nghị luận sư du cho dù bất hòa với sư lạc cũng không nên làm loại hành vi này, trương tổng dám cầm thành phẩm thi mộng mộng thiết kế đi tới. Ánh mắt nàng sắc bén nhìn nàng, ta hỏi ngươi, cái thiết kế này thật sự đều xuất phát từ tay ngươi sao? Thi mộng mộng trong lòng hoảng hốt nhưng trên mặt vẫn trấn định như cũ, rất là quỷ khuất đỏ mắt. Hết chương này. Chương 8 Tiện nghi ca ca đừng hối hận 8 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 8 Anh trai tiện nghi đừng hối hận 8 Chị Trương, chị có ý gì? Giọng cô nghẹn ngào, chị đã xem bản phát thảo của em, sớm hơn cô ấy rất nhiều Chị Trương, chị không thích em thì thôi, sao có thể hoài nghi em như vậy? Lúc em vẽ bản thiết kế này còn ở cùng phòng với A Du Trương Tổng dám nhìn chầm chầm vào mắt cô, ý của cô là sư du sao chép của cô. Chị Trương, tại sao chị nhất định phải xuyên tạc lời nói của em, em chỉ muốn nói có lẽ là đụng phải ý tưởng. Bộc Trương Tổng dám một phen đem dây chuyền đập ở trên bàn, nghiêm túc nghiêm mặt, ngươi cũng là nhà thiết kế, đây rốt cuộc là đụng vào cấu tứ hay là sao chép ngươi nhìn không ra. Đừng ở đây giả bộ đáng thương, ngươi tốt nhất có thể chứng minh thiết kế này hoàn toàn xuất phát từ tay ngươi cô tuyệt đối không thể làm việc với một người sao chép. Lúc trước đã cảm thấy cô không thích hợp, trong nghề này cũng không ai ngu xuẩn đến mức sao chép sản phẩm mới vừa công bố chưa được mấy ngày, màu sắc và đồ án giống nhau, chỉ là một cái là dây chuyền, một cái là lắc tay. Hoặc thì càng không có khả năng bại hoại hình tượng và thanh danh của mình. Thi mộng mộng đã chịu đủ sự vênh váo tự đắc của cô, có chút mới có thể cảm thấy mình không dậy nổi sao. Nàng ôn nhu yếu ớt mở miệng, Thanh âm lại đủ để cho tất cả mọi người nghe được chị trương cũng bởi vì em là bạn gái của lạc ca mà chị cứ nhắm vào em như vậy sao mọi người trong công ty năng lực của em đều rõ như ban ngày chị cần gì vũ nhục em như vậy trong đám người truyền đến tiếng nghị luận vụn vặt cái gì cô ấy thật sự là bạn gái của sư tổng trương tổng dám lúc này là đụng phải thép tắm trách không được ta nói nàng làm sao nhảy dù không thể trêu vào a à? Trương Tổng dám trên mặt nhưng không có lộ ra chút nào sợ hãi, ngược lại là chán ghét càng sâu, nàng xem như thấy rõ bộ mặt của nàng, nàng ngược lại là muốn nhìn xem nàng có thể mạnh miệng đến khi nào. Trong văn phòng, sư lạc gọi cho sư du mấy cuộc điện thoại cũng không có người nghe, sau đó hắn phiền não ném di động lên bàn thở hỗn hỉnh. Thì ra nàng lâu như vậy không lộ diện cư nhiên là đi hoác thị. Chẳng lẽ cô không biết hoác thị là đối thủ một mất một còn của nhà bọn họ sao? cư nhiên vì chán ghét hắn còn làm ra sao chép mộng mộng tác phẩm sự tình đến thật cho rằng nàng là mùi mùi hắn hắn sẽ không truy cứu trách nhiệm của nàng sao sớm thôi điện thoại di động có tin tức mới hoắc thị đưa ra một tuyên bố có giấy chứng nhận thời gian đăng ký thực tế của món châu báu này cũng biểu thị bọn họ đã chuẩn bị cho sản phẩm mới mùa hè từ rất sớm lại không nghĩ tới sư thị cư nhiên không biết sao chép ý tưởng của bọn họ từ đâu còn công bố trước hoặc thì tỏ vẻ đối với loại hành vi sao chép này bọn họ tuyệt đối không thể khoan dung. Ngay sau đó, Sư Du cũng tuyên bố thanh minh. Cô kể lại rõ ràng lúc về thiết kế này Thi Mộng Mộng ở ngay phía sau cô, về phần tại sao Thi Mộng Mộng lại nói đó là thiết kế của cô, cô rất khó hiểu, cũng kèm theo ảnh phát thảo. Phía dưới bên phải bản phát thảo rõ ràng ký tên đánh dấu thời gian, mà trên ảnh chụp cũng có thời gian chụp lúc đó. Cô nói cứ việc ra, đều là bản gốc những thứ này cùng tuyên bố lúc trước của Hoắc Thị đều không sai. trong lúc nhất thời, cư dân mạng nhau nhau bảo sư thị lấy ra chứng cớ bọn họ mới là nguyên gốc. cô cũng quá đáng ghét đi. sau khi sao chép cố ý phát ra sớm dẫn dắt dư luận, nếu như không phải sư du có chứng cớ thì miệng đầy người đều nói không rõ a. À. thì ra nàng lại là người như vậy, thiệt thòi ta còn cảm thấy nàng thanh thuần. sao chép a à, cô như vậy còn có mặt mũi làm nhà thiết kế. cô không xứng vương nghĩ tới ta cương nhiên còn bởi vì nàng mua một sợi dây chuyền sư thị ta liền cả người khó chịu, không được, nàng nếu là lấy không ra chứng cớ chứng minh ta liền muốn đi trả lại hàng, mọi người nhanh lên đi trả lại hàng, chúng ta dùng tiền cũng không phải là vì mua sao chép tác phẩm đấy. Phải để sư thị và thi mộng mộng xin lỗi hoác thị và sư du. Một khắc trước còn đang công kích hoác thị trên mạng giờ phút này mũi nhọn tất cả đều chỉ về phía bọn họ, phô thiên cái địa đều là ngôn luận bất lợi đối với bọn họ hậu trường thậm chí thật sự bắt đầu có hiện tượng trả lại hàng, mà càng ngày càng nhiều, âm thanh gõ bàn phím bên ngoài cũng càng lúc càng lớn. Sư Lạc gọi Thi Mộng Mộng tới văn phòng, trên mặt có một tia không vui. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thi Mộng Mộng căn bản không nghĩ tới sự tình sẽ nháo đến trình độ không thể kết thúc, nạn ủy khuất cúi đầu, nước mắt không thể khống chế từ trong hốc mắt rơi xuống, nghẹn ngào nói không nên lời một câu hoàn chỉnh. Trong lòng sư lạc mềm nhũng, rút khăn giấy đi tới trước mặt cô nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô. Được rồi, được rồi, ta không phải không tin ngươi trách cứ ý tứ của ngươi, chỉ là tình huống hiện tại ta phải đối với người mua có cái công đạo. Mộng mộng, ngươi nói cho ta biết, đây là chuyện gì xảy ra? Thi mộng mộng nắm lấy quần áo sư lạc lắc đầu. Em không biết, em thật sự không biết. Lạc ca, sao em lại là loại người sao chép đồ của người khác chứ, huống chi người kia là A-du anh cũng biết, em vẫn luôn hy vọng a Du tốt. Sư Lạc nhẹ nhàng gật đầu, tôi biết. Thi Mộng Mộng đối với sư Du tốt hắn quả thật đều nhìn thấy. Mọi chuyện đều vì cô mà suy nghĩ, tác hợp sư Du và Hứa Mặc Lâm cũng chỉ hy vọng sau này có người chăm sóc cô mà thôi, cô cũng không biết tâm tư của Hứa Mặc Lâm đối với cô. Thi Mộng Mộng do dự ba lần mới cẩn thận mở miệng, là ca, em không có thói quen chụp ảnh bảo tồn." trước kia mỗi lần vẽ xong em đều cho a du xem để cô ấy giúp em đưa ra ý kiến lần này em vẽ xong liền đặt lên bàn em cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sư lạc nghe xong lời này trên đầu lông mày thoáng nghi hoặc là sư du có lẽ có lẽ thật sự là đụng phải ý tưởng là cư dân mạng xuyên tạc thi mộng mộng nhỏ giọng tìm cớ bảo vệ sư du sư lạc nhìn cô khóc như lê hoa đái vũ hai vai run rẩy chỉ cảm thấy đau lòng giơ tay ông cô vào lòng ôn nhu an ủi mộng mộng em thật là quá lương thiện loại người như sư du căn bản không đáng để em vì cô ấy làm nhiều như vậy được rồi chuyện này ta xử lý ngươi cũng đừng quản hai ngày nay ngươi ở nhà nghỉ ngơi rất nhanh chuyện này sẽ giải quyết thi mộng mộng ông lấy thắt lưng hắn dùng sức gật đầu được tôi nghe lạc ca người khác nghĩ gì tôi cũng không quan tâm chỉ cần lạc ca tin tưởng tôi là đủ rồi sư lạc thương tiếc hôn lên trán cô anh đương nhiên tin tưởng em, đừng khóc. Ân. Ừ. Trong mắt thi mộng mộng tràn đầy nước mắt tinh quang lóe ra, sư du nghe lời ca ca này nhất, nắm chắc sư lạc liền tương đương với bắt được điểm yếu của sư du, vậy đồ đạc của nàng đều là của nàng. Cô đắc ý nhất khóe môi. Sư thị không thể kịp thời lấy ra chứng cứ, người sử dụng ban đầu mua dây chuyền của bọn họ toàn bộ xin trả lại tiền, mang theo tâm lý dẫm đạp đi mua, hạ nguyệt, do sư du thiết kế, sau khi lấy được còn gửi bác văn so sánh, khắp nơi tán thưởng chính phẩm quả nhiên đẹp hơn rất nhiều. Hoặc thì cũng đưa ra một loạt phúc lợi, mua trước phúc lợi bằng giấy chứng nhận mua cũng có thể lĩnh. Lượng tiêu thụ của Hạ Nguyệt từ không bắt đầu tăng lên, thập phần khả quan. Hết chương này. Chương 9 Tiện nghi ca ca đừng hối hận chính Bạn đang nghe tại truyện.audio chấm Chương 9 Anh trai tiện nghi đừng hối hận chính Sư Du nhìn thấy số liệu phía sau sân khấu cùng đánh giá trên mạng lộ ra một nụ cười thật lòng. Cảm giác thiết kế của mình được công nhận cũng rất tốt. Hoặc việc thưởng thức bút máy trong tay khóe miệng cười có chút khoái ý, lần này không riêng gì những này bán đi thành phẩm bị trả lại, nhà xưởng đẩy nhanh tốc độ đi ra cũng đều sẽ chồng chất ở nơi đó, sư gia lần này coi như là tổn thất nặng nề. Hắn dương mắt nhìn về phía sư du, nhưng muốn dùng cái này đánh bại sư thị, còn chưa đủ sư du tôi biết lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa chớ nói chi là sư gia bây giờ còn chưa tới đường cùng đôi mắt trong trẻo của cô nhìn điện thoại di động trên bàn cũng nên tới đinh 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 sư du nhếch môi quả nhiên vẫn là hai chữ quen thuộc kia lần này nàng không cúp máy tiếp lấy bên kia lập tức truyền đến thanh âm tức giận ẩn chứa của sư lạc sư du em ở dưới lầu hoác thị xuống đây Sư Du hơi ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng xóa, thời khắc cuối cùng nàng nhìn thấy một mảnh trắng xóa như vậy, còn có một trận ánh sáng chói mắt. Trái tim lại mơ hồ đau đớn, cô không có bất kỳ cảm xúc nào mở miệng, được. Hoắc Việc đi theo Sư Du đứng lên, có cần tôi đi cùng cô không? Sư Du bước chân không ngừng, không cần. Sư Du đút hai tay vào túi đi xuống lầu, chiếc xe quen thuộc kia dừng ở đó. Trước kia lúc đi học, anh đều có tài xế đưa đón, mà cô không ai quản cô đi học như thế nào, sư lạc cũng chưa bao giờ để cô lên xe, chỉ tràn đầy chán ghét mắng cô, xui xẻo, cách xa anh một chút. Nhưng bây giờ, sư du mặt không chút thay đổi mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ, tìm tôi có chuyện gì. Sư lạc không nhìn cô, cao mày, tôi muốn cô lập tức tuyên bố, nói là cô sao chép mộng mộng. Sư du, tôi không biết cô biến thành như vậy từ lúc nào, mộng mộng đối với cô tốt như vậy, cô lại sao chép thành quả của cô ấy còn vu oan cô ấy. Sư Du không khống chế được cười ra tiếng, sư lạc, anh bị mù sao? Trước đây em cũng từng gửi bản thiết kế cho anh, phong cách của em anh không nhìn ra sao? Hoặc là nói, ngươi kỳ thật trong lòng biết rõ nhưng vẫn là chỉ muốn hy sinh ta bảo vệ nạn, ngươi có biết làm một nhà thiết kế một khi trên lưng sao chép tội danh sẽ là như thế nào kết cục sao? Sư lạc sụ mặt dùng sức mím môi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cho nên mộng mộng càng không thể bởi vì tội danh không nên thuộc về cô ấy. Nhìn hàm dưới căng thẳng của hắn, Sư Du rủ mi xuống, tay để trong túi siết chặt. Ha ha, ha ha ha. Nàng đột nhiên nở nụ cười, càng cười càng lớn tiếng càng cười càng bi thương. Sư Lạc chậm rãi nhắm mắt lại. Tiếng cười dần dần ngừng lại, im lặng một hồi, giọng nói lạnh như băng của Sư Du truyền đến, Sư Lạc ngươi chính là ý vào thân phận ca ca này tùy ý nói xấu khi nhục ta. Được, được. Ta như ngươi mong muốn, ngày mai ta sẽ triệu tập họp báo cho người ngươi yêu rửa sạch. Nói xong câu đó sư du xuống xe dùng sức đóng cửa xe. Đấy mắt sư lạc có gợn sóng nhợt nhạt, nhưng rất nhanh lại trở về bình tĩnh, anh nhanh chóng xoay tay lái rời đi. Trùng hợp, thi mộng mộng gọi điện thoại tới. Lạc ca, em nghĩ muốn đi hay là không muốn anh khó xử, nếu không coi như xong đi. Cô ấy đã đáp ứng tôi ngày mai tổ chức họp báo làm sáng tỏ chuyện này, mộng mộng, cậu đừng quan tâm, cũng đừng xem những ngôn luận trên mạng, chờ ngày mai là tốt rồi. Cái này. Lạc ca, ta đây tới cùng ngươi đi. Sư Lạc trầm mặt hai giây, được. Sư Du trở lại văn phòng thì thấy Hoác Việt đang ngồi ở đó, đang pha trà, cô không nói một lời ngồi xuống đối diện anh. Hoác Việt nhìn cô một hồi, chịu ủy khuất. Sư Du lấy bút ghi âm vẫn để trong túi ra mở ra. Tìm tôi có chuyện gì? Cuộc đối thoại giữa cô và Sư Lạc không dứt một câu, hoặc việc càng nghe càng nhíu mày, anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt của Sư Du, trong mắt sẽ qua một tia đau lòng. Hắn biết Sư Lạc không thích mùi mùi này, cũng biết hắn đánh nạn mắng nàng, nhưng đây là lần đầu tiên chính tai nghe được huynh mùi bọn họ đối thoại. Sư Lạc thật sự là quá đáng tội danh lớn như vậy không chút nghĩ ngợi mà phải do em gái ruột của mình gánh vác anh rốt cuộc là vì bảo vệ bạn gái kia hay là chỉ muốn hủy diệt sư du khiến cô mới xuất hiện mất đi tất cả để dễ dàng khống chế hoắc việc cân nhắc muốn mở miệng an ủi cô hai câu nhưng còn chưa mở miệng sư du đã không nhanh không chậm nói thanh danh của thi mộng mộng hiện tại đã bị hủy nhưng sư lạc trong ngành đánh giá luôn luôn không tệ đối nhân xử thế ôn hòa lễ độ không ít công ty đều nguyện ý hợp tác với anh ta nhưng nếu đoạn ghi âm này được phát đi, hình tượng ngày xưa của hắn sẽ âm ầm sụp đổ, biến thành chẳng phân biệt đúng sai khi dễ em gái ruột. Tôi và hắn có quan hệ huyết thống còn bị đối xử như thế, cô nói xem người hợp tác sau này có thể suy nghĩ lại hay không. Hoắc Việt không ngờ lời cô muốn nói lại là cái này. Anh tỉ mỉ quan sát sư du, cô cầm chén trà uống một ngụm trà, cục mắt không thấy rõ cảm xúc trong mắt. Ngươi biết hắn sẽ vì nữ nhân kia tới tìm ngươi, trong này đối thoại đều là ngươi cố ý gây nên. Nếu không, sư du ngước mắt lạnh lùng cười, hoắc tổng cho rằng tôi nói thôn tính sư gia chỉ là nói mà thôi. Thi mộng mộng và sư lạc nói cái gì cũng không quan trọng, ngày mai tôi sẽ cho đạo văn một cái búa cuối cùng, hoắc tổng, phiền anh mời tất cả phóng viên truyền thông đúng giờ đến làm chứng, dư luận tiếp theo cũng phải theo kịp. Cô cầm lấy quyển ký họa trên bàn làm việc mở ra đặt trước mặt hoắc việt mặt trên vẽ chính là châu báu mới, lần này phức tạp hơn rất nhiều, thoạt nhìn cũng càng thêm hoa lệ đại khí, là loại xa xỉ. Hoắc Tổng vừa vặn thừa dịp nhiệt độ này kiếm thêm một khoản. Hoắc Việt lật xem một chút, phía sau còn có, kiểu này đều rất mới lạ, nhưng vừa vặn phù hợp với phong cách mà sư gia vẫn luôn nhấn mạnh. Nàng đây là muốn đem sư gia bên kia khách hàng đều cho cướp lại. Sư gia hiện tại danh dự bị hao tổn chuyện sao chép tuy rằng chán ghét nhưng rốt cuộc chỉ là người mới, từng là nhà thiết kế vẫn còn. Nhưng nếu ở phương diện này bọn họ làm tốt hơn sư gia, vậy khách hàng không có lý do gì không chọn bọn họ. Trước mất đi sự ủng hộ của khách hàng trung cấp thấp, sau đó mất đi khách hàng cao cấp, tình cảnh của sư gia có thể tưởng tượng được. Quả nhiên, đắc tội với ai cũng không nên đắc tội với nữ nhân, nhất là nữ nhân có năng lực. Hoặc việc đặt quyển ký họa xuống, bây giờ tôi tin cậu thật sự có năng lực này sư du nở một nụ cười yếu ớt đã tính trước vậy hoác tổng mau sắp xếp đi hoác việt đứng lên lúc đi tới cửa lại quay đầu nhìn sư du như có điều suy nghĩ rời đi thư ký vừa vặn cầm văn kiện muốn ký tới hoác việt đem những gì sư du nói dặn thư ký đi làm vâng hoác tổng tôi đi ngay đây chờ một chút hoác tổng còn có chuyện gì sao bàn tay hoắc Việt đặt trên bàn công lên rồi duỗi thẳng, sau vài hơi thở, anh ta mới nghiêm túc nói. Đi kiểm tra tình hình sư du ở sư gia, lần này, tôi muốn toàn bộ tư liệu từ nhỏ đến lớn. Thư ký chỉ sửng sốt một lát rồi lập tức gật đầu tỏ vẻ hiểu, vâng, hoắc tổng. Tình huống của sư du cũng không khó tra, lúc 11 giờ rưỡi hoắc việc đã nhận được tin nhắn và email của thư ký. Hết chương này. Chương 10 tiện nghi ca ca đừng hối hận một không. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 10 Anh trai tiện nghi đừng hối hận, 10, nghe thư ký miêu tả xong lại xem hết tài liệu, hoặc việc đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Bóng đêm nặng nề, che phủ một tầng sương mù dày nặng không thấy rõ xa xa, ánh đèn mê ly mông lung lúc xa lúc gần. Trên màn hình điện thoại di động hiện ra số của sư du. Hắn không nghĩ tới sư du từ nhỏ đã từng như vậy, lớn lên trong lúc không nhìn chửi rủa ghét bỏ, đối xử với nàng như vậy vốn nên là người thân nhất. Cô rốt cuộc bị thương sau bao nhiêu mới không chút thay đổi nghe đoạn ghi âm kia nói tính toán của mình. Anh theo bản năng liền mở ra phương thức liên lạc của cô, nhưng ngón tay vẫn treo. Gọi điện thoại cho cô, anh có thể nói gì đây? Hoặc việc có chút nôn nóng hạ tay xuống, thì thào tự nói, không đúng, tôi làm sao vậy? Tôi và cô ấy chỉ là quan hệ hợp tác cấp trên cấp dưới cô ấy trải qua thảm hại thì liên quan gì đến tôi? Ta hẳn là cảm tạ sư gia đối đãi với nàng như vậy mới đẩy nàng về phía ta mới đúng. Càng nói anh càng cảm thấy có lý, liên tục gật đầu, đúng vậy, là lý này mới đúng. Hoặc Việt dùng sức đóng cửa sổ lại, ngủ. Gô luôn. Bong bóng nước dâng lên, mái tóc đen dày đặc của sư du tản ra trong nước, cô nhắm hai mắt chìm trong nước giống như ngủ thiếp đi, đẹp đến mức khiến người ta không dám đụng vào len keng keng đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên sư du nổi lên mặt nước ông ngực kịch liệt ho khan từng ngụm từng ngụm thở dốc dọc nước từ xương mày nhỏ xuống bồn tắm nổi lên gần sóng rất nhỏ sau khi bình tĩnh lại cô lau đi vết nước động trên mặt cầm điện thoại di động lên nhìn tốt lắm nín thở có tiến bộ nhưng chưa đủ rửa sạch sẽ sư du tùy ý xoa xoa sợi tóc ướt sũng sau đầu nàng mặc váy ngủ tơ tầm ánh trăng đi dép lê rót cho mình một ly nước ấm. Ngày mai có một trận chiến phải đánh, nàng phải nâng cao tinh thần mới được. Sư Du dựa vào gối lật xem tin tức trên mạng. Hoắc Thị đã công bố tin tức buổi họp báo ngày mai, Sư Lạc Thuận Thế đem mục đích của buổi họp báo này là cô muốn thừa nhận sao chép còn dẫn dắt thi mộng mộng trong sạch, rất nhiều nhân vật marketing đều xúc động, trong lúc nhất thời lại nghị luận sôi nổi. Sư Du không có cảm xúc gì lui ra sư lạc đã cam lòng cho thi mộng mộng tiêu tiền như vậy, vậy không bằng đem toàn bộ sư gia bồi thường vào là được. Cô đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi, chuông điện thoại di động vang lên, sư du không do dự nhận máy. Đã trễ thế này, hoác tổng có chuyện gì sao? Nghe đầu dây bên kia truyền đến thanh âm hoác việc hối hận muốn cắn đứt đầu lưỡi, hắn nhất thời không chú ý không cẩn thận điểm đến, ai ngờ nàng tiếp nhanh như vậy, nàng là ở. Vẻ mặt ảo não của Hoắc Việt khựng lại cậu nhận nhanh như vậy đang xem mấy thứ trên mạng. Sư Du không nói tiếp, lại hỏi. Hoác Tổng có chuyện gì? Không trả lời chính là chấp nhận. Hoác Việt trầm mặt hai giây, cố ý cất cao giọng nói. Sư Du, nếu ngày mai Sư Lạc và Thi Mộng Mộng đều ở đây, cảnh tượng đó có phải sẽ đẹp hơn không? Sư Du đã có thể nghĩ đến cảnh tượng đó. Cô cười khẽ một tiếng, đúng vậy. Nếu ngươi cũng cảm thấy như vậy, vậy ta ngày mai liền để cho người đi làm ta rất chờ mong ngày mai biểu hiện của ngươi cho nên thời gian không còn sớm nghỉ ngơi sớm một chút đừng làm hỏng trò hay ngày mai sư du hoác tổng yên tâm tôi hiểu ngủ ngon trong đôi mắt đen của hoác việt nổi lên ánh trăng dịu dàng ngủ ngon sư du mệt mỏi nhéo mi tâm đi vào phòng ngủ người hợp tác này tìm rất tốt một lòng đều muốn làm sự nghiệp xem sư lạc chê cười như vậy mục đích của cô có thể đạt được nhanh hơn. Ngón tay hoác việc theo mép điện thoại di động trượt lên trượt xuống, bên tai lại vang lên lời tạm biệt cuối cùng của sư du. Anh không có tâm tư đốt trên điện thoại di động, cho đến khi ảnh chụp sư du tràn đầy hình ảnh anh mới giật mình, vừa rồi anh mở tài liệu thư ký gửi tới cho sư du, đây là ảnh chụp lúc cô đi học. Khóe miệng nàng cố gắng dương lên độ công nhật nhạt, trong mắt hồ ly vốn nên tươi đẹp sáng lạng kia lại không có mỉm cười chỉ có một mảnh yên lặng xen lẫn quá nhiều cảm xúc, nàng giống như đối với cái gì cũng mất đi chờ mong. Một cô gái nhỏ, chỉ nhìn ảnh như vậy hoắc việc cũng cảm thấy tim có chút tắc nghẽn. 12 giờ rưỡi sáng. Anh bấm số điện thoại của thư ký, phân phó những gì đã nói với siêu du. Thư ký cố gắng ngồi dậy, mắt buồn ngủ mong hoành vừa ngáp vừa rưng rưng ghi nhớ. 2 giờ chiều. Mấy hàng phía sau hội trường ngồi đầy phóng viên, bọn họ cầm máy ảnh nhìn chung quanh chờ sư du đến hàng thứ nhất sư lạc cùng thi mộng mộng ngồi ở chỗ đó vì biểu hiện tình nghĩa giữa mình và sư du thi mộng mộng trên mặt thủy chung lộ vẻ lo lắng trong mắt lóe ra sắc thái vô tội lại đơn thuần sư lạc nhìn bạn trong nháy mắt rối rắm lời sư du nói lại vang lên bên tai hắn nhưng mà thi mộng mộng chạm vào làm cho hắn rất nhanh tỉnh táo lại lạc ca a du không có việc gì đúng không nếu không quên đi nàng là em gái lạc ca nàng tốt là tốt rồi bàn tay to ấm áp của sư lạc bao lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của thi mộng 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 ngươi chính là quá thiện lương suy nghĩ cho nàng đừng lo lắng nàng có thể có chuyện gì hơn nữa đi đến bây giờ đã không có quên đi cái này thật sao ừm đừng lo lắng thi mộng mộng nhu thuận gật gật đầu hít sâu một hơi nhìn về phía trên đài hậu trường. Sư Du trang điểm tinh xảo, cầm đồ đi ra. Hoắc Việt ngay người trong nháy mắt. Cô mặc một bộ váy liền áo màu đỏ dài đến đầu gối, kiểu dáng đơn giản tao nhã, tóc quăng màu đen lười biến rũ xuống một bên, đinh tai kim cương trên tai lấp lánh phát sáng. Lúc trước cô ở công ty đều là trang điểm nhẹ, hiện tại trang điểm đậm nhiều hơn một phần khí thế vô hình, ngũ quan cũng càng thêm có lực trùng kích, liếc mắt một cái cũng đủ để cho người ta kinh diễm trình độ. Hoắc Tổng cũng tới. Hoắc Việt hoàng hồn, tự nhiên cười cười, đương nhiên, cảnh tượng thú vị như vậy sao tôi có thể không đến xem. Hắn đưa tay về phía Sư Du, trong đôi mắt đen có ánh sáng nhỏ, ta và ngươi cùng đi được không? Sư Du vỗ nhẹ tay Hoắc Việt, cùng đi thì được, không cần phải nắm tay, Hoắc Tổng thật là dễ tu dưỡng. Cô nói xong liền đi giày cao gót về phía trước, Hoắc Việt tự nhiên đi theo sau cô trêu đùa, đó là đương nhiên tôi so với anh trai cô tốt hơn nhiều, trước đây sẽ không bắt nạt nữ sinh khinh mạng, nhất là một nữ sinh xinh đẹp như sư tiểu thư. Sư Du bị lời của hắn chọc cười. Hắn còn rất là khắp nơi đều muốn cùng sư lạc bỉ. Tâm thắng bại của nam nhân quả nhiên cũng rất mạnh. Ánh mắt hoác việt có chút sâu sắc nhìn chăm chú vào làn da trắng như tuyết sau cổ sư Du, lúc ý thức được không nên vội vàng dời tầm mắt đi, rồi lại có chút không khống chế được lại nhìn tới, bàn tay buông xuống bên cạnh từng chút siết chặt. Sư Du vừa xuất hiện, đèn flash liền sáng không ngừng. Nhìn thấy sư Du thi mộng mộng xinh đẹp như vậy, có chút không vui bóp lòng bàn tay. Hừ, ăn mặc cho dù tốt thì thế nào, còn không phải muốn thay nạn sao chép trên lưng sao. Sư Du liếc mắt sư lạc và thi mộng mộng đang nắm tay nhau, đưa mắt nhìn thẳng phía trước, tao nhã ngồi xuống. Hoắc Việt cũng ngồi xuống bên cạnh cô. Hết chương này.